David nghe thấy thế liền hí hửng hóng chuyện, không những thế còn tiện tay sát thêm ít muối vào vết thương cho Nick thêm một lần đau. Vừa đóng gạch với thằng khác ngay trong nhà mà không lao vào xiên chết cụ chúng nó, cái thứ đàn ông yếu đuối hèn nhát. Nghe xong nam chính nóng máu xông tới bóp cổ hắn, may mà có người dân kịp thời căn ngăn, không thì cái mỏ hỗn của David đã đưa hắn đi chơi xa rồi. Sau cùng Nick chỉ đành ngậm đắng nuốt cay để hắn trả tiền xăng còn mình thì chở hắn về. Anh không hiểu hai vợ chồng vốn dĩ sống rất yên ấm và hạnh phúc mà tại sao cô ta lại phản bội anh. Lúc này Nick phát hiện David mắc bệnh nghề nghiệp đang đi cướp một cửa hàng tiện lợi gần đó, thôi bỏ miệng rồi. Vì không muốn phải ngồi nhà đá chung với hắn nên anh định chim én lái xe đi trước, ai ngờ David đã sớm rút chìa khóa ra từ lâu.
Ông chủ cửa hàng tiện lợi báo cảnh sát xong liền cầm khẩu sóc lọ xông ra ngoài bắn bay gương chiếu hậu để dằn mặt. Nam chính đang khuyên David trả tiền lại cho người ta thấy vậy chỉ đành đạp hết ga vọt lẹ. Ông chủ lái xe đuổi theo đằng sau, xe cảnh sát cũng đã chặn đường phía trước. Nick liền đánh tay lái quay xe 180 độ xông thẳng về phía ông chủ cửa hàng tiện lợi. David sợ đái cả ra máu vội cầu xin nam chính em còn mẹ già con thơ ở nhà. Ngay cả cảnh sát và ông chủ cũng cảm thấy chắc thằng này nó điên rồi. Khi hai chiếc xe sắp tông vào nhau, ông chủ cửa hàng vì hoảng quá nên đánh tay lái khiến xe của ông đâm thẳng vào xe cảnh sát. David đang trốn dưới ghế không thể tin được mình vẫn còn sống. Hắn lại tiếp tục lải nhải không ngừng nghỉ khiến Nick phát điên. Anh lập tức dừng xe đánh bay khẩu súng không đạn của David xuống đất. Sau đó chửi cho cái tên ngu ngốc làm việc không có não này một trận. Anh không sợ bị bắt à? Hơn nữa một cái cửa hàng tiện lợi nhỏ nhoi thì có gì mà cướp. Làm ơn đi cướp thì cũng phải cướp sao cho chuyên nghiệp hơn được không? Ít nhất cũng phải đeo trùm đầu rồi tìm hiểu cách tránh camera chứ. Còn phải nhắm tới một mục tiêu nào đó lắm tiền nhiều của. Chỉ cần thành công thì cả đời không cần phải lo nghĩ gì nữa. Ví dụ như công ty của tôi, buổi đêm chỉ có 2 bảo vệ và 1 hệ thống cảnh báo an toàn lỗi thời. Hơn nữa bởi vì sếp tôi không tin tưởng ngân hàng nên 10 triệu đô la Mỹ đều để hết trong két chẳng hạn. Tôi còn biết cả mật mã đây này. Nói tới đây anh bỗng nhiên khựng lại. Thế là một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy ra. Nếu như thằng sếp khốn nạn kia đã cắm cho anh một cặp sừng thì hắn cũng đừng trách tại sao anh không niệm tình cũ mà hốt hết của cải của hắn, cho hắn sạt nghiệp phá sản công ty luôn. David ngửi thấy mùi tiền liền đòi ăn chia 50-50, nếu không thì anh ta sẽ gọi điện tới công ty của Nick tố cáo. Không còn cách nào khác, anh đành phải đồng ý. Cùng lúc đó cảnh sát đã về tới đồn. Ông ta vẽ chân dung của hai tên cướp, một da đen và một da trắng để truy nã. Trên xe David kể rất nhiều thứ về lĩnh vực điện tử. Nghe vậy Nick liền hỏi tại sao anh ta không dùng những kiến thức ấy để kiếm một công việc chân chính. David trả lời rằng là vì màu da. Lúc này một con nhện đen to tướng bò lên mặt Nick. Nam chính sợ hãi vội nhảy xuống xe la hét như bị chọc tiết. Còn David hí hửng vừa cười vừa cầm máy ghi hình quay lại. Không ngờ anh lại nhảy giỏi như Michael Jackson vậy. Hộp diêm rơi xuống đất bị Nick dẫm lên tạo ma sát đánh lửa khiến anh chàng càng điên cuồng nhảy hơn nữa. David được dịp cười muốn nội thương. Khi đi qua một trạm dừng chân, vì để phòng ngừa anh da đen lại mắc bệnh nghề nghiệp, Nick đã lấy súng của đối phương rồi dắt vào eo. Ông chủ nhìn thấy đôi giày cháy xém cùng khẩu súng liền cho rằng nam chính là một kẻ đầu trộm đuôi cướp, vội móc hàng nóng ra khống chế anh rồi lấy điện thoại báo cảnh sát. Nick lập tức phản kháng lại còn chuyên nghiệp hơn cả cướp thật. Bên này David gọi điện cho vợ báo hôm nay mình có việc nên về muộn. Vừa quay lại đã thấy Nick đang chĩa súng vào ông chủ cửa hàng, nó mới kêu mình không được làm việc xấu nữa, ấy vậy giờ nó lại định đi cướp của người ta. Nick bắt ông chủ bán cho mình một cây kẹo dẻo, cắt đứt đường dây điện thoại và tịch thu khẩu sóc lọ rồi mới ra đổ xăng. Lúc này có hai tên một trắng một đen khả nghi đi ngang qua. Chúng nhìn thấy David đang thử súng tưởng là họ vừa cướp cửa hàng tiện lợi xong, thế là bí mật bám theo rồi bất ngờ đánh lái ép xe khiến hai người lao thẳng qua vệ đường. Sau đó đưa súng lên bảo ở đây chỉ có bọn tao mới được hành nghề ăn cướp có biết không. Nói rồi chúng nhẹ nhàng bón hành cho cả hai ăn ngập miệng nhưng chỉ tịch thu được mỗi tầm danh thiếp của Nick. Chúng hỏi nam chính giấu tiền ở đâu rồi. Anh không còn gì để mất nên tỏ ra bất cần đời. Sức mạnh của sự tuyệt vọng lại trỗi dậy. Anh đứng dậy chửi như hất nước vào mặt chúng. David nhân lúc bọn cướp đang ngây người không hiểu chuyện quần què gì liền nhanh tay cướp lấy súng của chúng lật ngược tình thế. Nhưng ông thần này vì quá hoảng hốt nên trong lúc rút lui đã cướp cò súng bắn trúng tay Nick. Mày điên hả thằng ngáo kia? Thế là cả đám người mắng chửi nhau loạn cào cào không khác gì cái chợ vỡ. Cuối cùng David bắn thủng lốp xe của bọn cướp rồi lái xe đưa Nick đi theo. Trên xe nam chính ôm vết thương đau đớn kêu gào thảm thiết. Đến lúc cởi áo khoác ra để kiểm tra thì David liền sốc đến tận óc. Vết thương nghiêm trọng quá phải đi bệnh viện ngay thôi, chứ đi trễ tí nữa là vết thương nó tự khỏi luôn mất. Nick không có nơi để về bèn theo David tới ở nhờ nhà của anh ta. Vừa bước vào cửa anh đã gặp bà Bertha mẹ của David. Còn chưa kịp chào hỏi thì cả hai thanh niên đều được ăn bạt tai đến từ vị trí của mẹ lớn. Chúng mày đi ăn trộm ăn cướp hay sao mà giờ này mới về hả? Vợ của David thì dịu dàng hơn. Cô giúp Nick xử lý vết thương sau đó cùng lăn lên giường với chồng mình mất hút. Nhìn thấy bằng tốt nghiệp học viện kỹ sư điện tử của anh da đen và tấm ảnh gia đình hạnh phúc được treo trên tường. Nick mới nhận ra David thực sự là một thiên tài, đồng thời anh ta cũng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Ngày hôm sau David tới cửa hàng trộm mũ trùm đầu rồi giấu vào trong quần lót. Cô Thu Ngân nhìn thấy nhưng tởm quá nên thôi bỏ qua. Hai người sau đó trùm kín đầu đi cướp thêm hai cái đèn pin. David còn cố ý chọn loại có chức năng phát nhạc nữa mới chịu. 8 giờ tối hôm đó cả hai cùng tới tòa nhà nơi Nick làm việc. Anh da đen dùng đá ném vỡ cửa kính để dụ nhân viên bảo vệ ra ngoài kiểm tra. Rồi hai người nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Vì chỗ thang máy có người đi tuần và có camera giám sát nên họ chỉ đành leo thang bộ đến tầng 15. Còn chưa lấy được đồng tiền nào mà đã thở hổn hển như cờ hó rồi. Tới phòng làm việc của thằng sếp khốn nạn quả nhiên có một hệ thống cảnh báo bằng tia laser. Nick nhập mật khẩu thì bị báo mật khẩu sai, xem ra mật khẩu đã được thay đổi định kỳ. Nào ngờ David chỉ cần quan sát mạch điện một lúc đã phá được hệ thống an ninh. Việc đầu tiên hai người làm khi vào phòng là che camera giám sát lại, sau đó nhập mật khẩu mở két sắt ra. David hớn hở vơ vét tiền, đúng là một ngày đi cướp bằng 3 năm đi làm đây mà. Lúc này Nick nhìn thấy bức ảnh chụp chung của sếp và vợ chồng mình, càng nhìn anh càng thấy càng khó chịu. Thế là đi đến tháo tấm vải che camera ra đòi giao cấu cả họ hàng hang hốc nhà hắn.
Thấy chưa đủ, anh còn chặt gãy bức điêu khắc mà tên sếp rất yêu thích. Cuối cùng gỡ bịt đầu xuống mắng nhiếc hắn một trận. What? What the fuck? Lúc cả hai định rời đi thì phát hiện có bảo vệ đến kiểm tra. Họ vội vã trốn sau bàn nhưng không may Nick lại vô tình chạm vào công tắc phát nhạc trên đèn pin. Bảo vệ nghe thấy liền quay lại. Anh ta thấy trên bàn có một cái đồng hồ phát nhạc nên cho rằng lão sếp đã đặt nhầm thời gian báo thức. Thôi thì tiện thể mở nhạc lên quẩy cho đỡ chán. Không hiểu châu bò đầu thai hay sao mà nhảy đến tận 3 giờ mới chịu nghỉ, làm cho hai tên trộm ngủ được một giấc ngon lành cành đào. Cả hai nhanh chóng xách tiền rời đi. Bên này hai tên cướp Charlie và Rick không cam tâm bèn lần theo địa chỉ ghi trên danh thiếp của Nick tìm tới phòng làm việc. Chúng vừa hay bắt gặp được xe của nam chính đang đỗ dưới lầu, thế là dừng xe lại lên kế hoạch úp sọt. Trong khi đó Nick và David đến một khách sạn và đổ 10 triệu đô la ra bàn. Anh da đen chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế nên không thể giấu được sự vui mừng. Số tiền này mà qua Quất Lâm tự ăn gà 45kg cả đời cũng không hết. Thế nhưng Nick không vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại còn có cảm giác tội lỗi. Anh đi uống rượu trong quán bar một mình và tình cờ gặp Lisa, cô nhân viên bán hoa. Ngày nào Nick cũng ghé mua một bông hoa tặng vợ nên Lisa rất ngưỡng mộ vợ chồng anh. Cô nàng nóng bỏng nói rằng mình đang thiếu thốn tình cảm. Vừa hay Nick lại muốn trả thù vợ nên cả hai liền chạy lên phòng để chơi xếp hình. Thế nhưng Lisa còn chưa kịp cởi quần thì anh đã lấy lại được lý trí, bỏ lại cô nàng đang đứng đừng nưng ngồi ngây người trong phòng. Bên này David nghe thấy tiếng gõ cửa nghĩ rằng Nick đã về, nhưng mở cửa ra lại là hai tên cướp Charlie và Rick. Chúng hớn hở khi thấy 10 triệu đô trên bàn. Xong kèo này thì nghỉ dưỡng dài được rồi. Nick dùng điện thoại công cộng gọi điện về cho vợ. Vợ anh rất lo lắng hỏi một ngày một đêm nay anh đã đi đâu. Đừng có giả vờ quan tâm nhau nữa. Chuyện cô và lão sếp hì hục xúc hết 9 tấn than cho vào cái lò hư hỏng tôi đã thấy hết rồi. Nghe xong vợ anh vội giải thích hôm đó cô tăng ca trên công ty nên nhờ em gái và em rể tới coi nhà hộ. Còn cúc áo của sếp Nick để trên bàn là do cô nhặt được vào bữa tiệc Giáng sinh. Cô cố ý để trên đó dặn anh rảnh thì đem trả lại người ta. Nghe đến đây nam chính mới nhận ra tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm. Anh vui mừng vì vợ vẫn yêu mình, nhưng sau đó nụ cười chợt tắt bởi anh mới nhảy trộm tiền của công ty. Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ vào nhà đá ngồi mòn đít. Anh hét lên một tiếng rồi chạy về phòng. Nửa đường thì nhìn thấy Charlie và Rick đang vác túi lớn túi nhỏ rời đi. Còn David đang ngồi ghế lơ lửng trên lan can giữ thang bằng. Chỉ cần anh mở cửa là chiếc ghế sẽ rơi xuống. Anh da đen vội vàng bảo Nick đừng động vào ga giường và lập tức gọi điện báo đội cứu hỏa mang thang tới đây. Nhưng nam chính không nghe mà đưa tay ra luyện tập tay vài phát. Sau đó nhanh như một vị thần mở cửa đồng thời nắm lấy cái ga giường. David thoát chết liền cảm động đưa tay lên thể hiện mãi mãi là anh em. Ai ngờ Nick trượt tay khiến anh ta rơi xuống. May mà các cụ gánh còng lưng nên không sao. Hai người lập tức chạy xuống lầu đuổi theo bọn cướp kia. Thấy vậy Charlie và Rick vừa lái xe vừa nổ súng tấn công lại. David tức giận đạp ga lút cán húc vào xe phía trước khiến chúng mất lái tông thẳng vào cột đèn. Vì có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ăn cướp nên Rick tỏ vẻ ta đây giơ súng lên đe dọa. Ai ngờ nam chính chỉ cần bắn một phát đã khiến khẩu súng của hắn rụng luôn. Màn thể hiện xuất sắc này làm cho anh da đen mù hết cả người. Ủa sao bạn bắn giỏi quá vậy? Sau khi lấy lại số tiền họ liền trói Charlie và Rick lại. Cảnh sát đuổi đến nơi liền lấy giấy truy nã ra xem. Một đen một trắng, một cao một thấp, không nghi ngờ gì nữa hai thằng này chính là kẻ đã cướp cửa hàng tiện lợi. Phía bên kia Nick muốn trả tiền lại để không phải vào tù bốc lịch nhưng David không đồng ý. Số tiền này đủ để tôi nuôi cả nhà đến hết đời đó bạn. Thế là hai thanh niên lại bắt đầu trao đổi chiêu thức, đánh từ trong xe đến văng cả ra ngoài xe. Nick bảo tôi cần trả số tiền đó để giữ lại hạnh phúc của tôi và quay trở về cuộc sống bình thường. Câu nói này khiến David thức tỉnh. Anh ta liền đưa túi sách cho nam chính rồi quay lưng bỏ đi. Bản chất của David không hề xấu, chỉ bởi vì màu da mà anh không xin được việc làm. Đồng nghĩa với việc không có tiền và gia đình cũng không có miếng ăn qua ngày. Nam chính lái con xe nát bét trở về nhà. Vừa anh chạy ra hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. À chuyện này kể ra thì dài dòng lắm em, mình vào làm vài nháy trước đã. Hôm sau Nick bí mật trả lại số tiền và đi làm như bình thường. Nhưng ông sếp vì bị phá mất bức tượng yêu quý nên cay cú muốn kiểm tra lại camera giám sát. Nghe đến đây nam chính liền sợ vãi cả ra quần. Quả nhiên ông sếp đã phát hiện ra có kẻ bịt mặt đột nhập vào văn phòng. Thế nhưng khi tôi đến đoạn Nick cởi khăn bịt mặt thì màn hình bỗng nhiên bị nhiễu. Sau đó là hình ảnh Nick thể hiện vũ điệu bốc lửa kèm tiếng cười của David. Nam chính biết chắc chắn anh da đen đã giúp mình nên rất cảm kích. Phía bên kia David đang tổ chức một bữa tiệc ngoài trời cùng gia đình. Nick tìm đến xin lỗi và ngỏ lời muốn mời anh ta vào công ty mình làm việc. Bộ phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.